trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cồng cơm, hàng cầu dưới nắng trong lá trầu khô. Chị tôi trông dễ thương, bán rau chờ cầu đồng ý à. Chị tôi chưa lấy chồng. Cặp đôi Quỳnh Nhi và Tuấn Tú, chúc mừng hai con. Chúng ta vừa đến với một câu chuyện rất là xúc động với phần thể hiện của hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của gia đình Vân Vũ. Vòng này hai đứa hát tốt hơn vòng trước rất rất nhiều. Và cái đoạn mà chú ấn tượng nhất là cái đoạn mà cái câu cuối mà hai đứa bè cho nhau đó, nghe rất là ăn xâm, rất là quyện. Tuy nhiên cái sự diễn xuất nó hơi vụng về một chút xíu. Và có những cái đoạn không có làm rõ cái ý mình muốn làm gì đó, cho nên nó hơi loay hoay chút xíu. Nói chung hôm nay hai con làm rất tốt cái phần của hai con. Chúc mừng hai đứa. Dạ con chào chú.
Bây giờ em cần một bà chị và một cái ông mà ông đến đó ông xây cầu xuất hiện trên sân khấu này. Bà chị Tảo Thần ơi, bà chị Tảo Thần ơi, người ơi. Gan gan chị có ý kiến ha. Dạ. Bây giờ đã có bà chị phải không? Rồi có đứa em phải không? Anh là cái gì? Hồi nãy anh là cái gì? Sweater. Thì bây giờ nhân vật trong bài hát này nó có, thì tại sao mình không làm ảnh làm cây cầu? Cây cầu, cây cầu. Ờ, vậy em làm cầu đi. Ủa? Em nằm vậy nè. Ủa? Nằm nha. Ta khán giả là biết chị là chị hiền lắm đó chị. Ừ, không có. Sao hôm nay chị phá hình ảnh vậy? Đẹp mà Lệ Phi Xuân. Tại sao chị đâu có ác đâu. Chị chỉ muốn là tại vì nó lên nó có nhân vật. Tại trong bài hát này nói cái cầu dạ nhiều rồi. Mà em hiểu rồi, bữa nay bả mọc sừng rồi đó, thấy không? Chị nhớ về câu chuyện của nằm bà chị lên, với em gái. Đúng rồi, trời ở Chiến Binh mà. Rồi, bây giờ phiên bản chị tôi bắt đầu. Trời ơi. Trời đất ơi. Ê. Nhà tôi trên bến sông có chia cầu nhỏ cổng cường. Hàng cầu dưới nắng trong lá trầu khô. Chị tôi trông dễ thương, bán dâu chờ cầu đồng ý à. Chị tôi chưa lấy chồng. Đỡ chị em ơi, em ơi. Cầu nặng quá gãy cầu. Không chị nói đó, không chị nói đó. Hey. Chị tôi chưa có chồng. Đi học đi. Đi học khỏi lấy ba lô vậy. Đi 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 đi. Đi đi. Rồi một đêm sáng trong có người đàn ông. Thưa quý vị, lần đầu tiên quý vị thấy một phiên bản hoàn toàn khác. Chị Ly, chị có thương bà chị trong câu chuyện này không chị Ly? Thương đứt ruột loài phèo luôn. Bà chị bà giải đáp. Bà chị bà bị xoay hoài. Rồi thưa quý vị, một tràng pháo tay cho Ngô Kiến Huy, Huỳnh Lập, Khả Như và Dương Triệu Vũ đã đưa một phiên bản bà chị thương lắm. Chờ
Một tràng hô tay cho Phương Nhi và các viên. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các thành viên trong vũ đoàn Mạnh Quyền, và đặc biệt là cô bé Thảo Vi của Thử Tài Siêu Nhí quá là xuất sắc cho cái tiết mục ngày hôm nay của Phương Nhi và các viên. Xin được cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều ạ. Cảm ơn các bạn, mời các bạn vào trong nha. Trước khi mà chúng ta lắng nghe cảm xúc của ban giám khảo thì thực sự ra thì trong quá trình tụi con hát đó thì chú Minh Sù có theo dõi, có những giọt nước mắt ở phía dưới đã tuôn rơi, bởi vì là đồng cảm với câu chuyện mà tụi con đã thể hiện thông qua giọng hát trong trẻo của mình. Giống như cái việc thì chúng ta hay nói gia đình là số 1 đúng không ạ? Giống như Yến Trang đi đâu cũng có mẹ đi cùng từ bé cho tới lớn trong quá trình mình hoạt động nghệ thuật. Vậy thì gia đình là nơi an toàn nhất. Chúng ta có thể trở về quá là tuyệt vời với ca khúc vừa rồi. Một tràng hô tay nữa cho Phương Nhi và các viên. Thế thì với sự xúc động như thế này, không biết là cô Đoan Trang muốn nói điều gì với các con trong tuần này? Hai bài hát hay quá. Hai đứa con, cô nghĩ là trong cái chương trình này sẽ là một cái hình ảnh rất là đẹp, giọng rất là hay. Và những cái bè bối nhất là những cái bè căn bản quảng ba thôi, và những cái phiêu lót thôi mà các con làm, nghe cái bài hát rất là bay bổng, làm cho bài hát nó thăng hoa hơn bởi cái giọng hát của hai đứa con và cái cảm xúc của hai đứa. Cô rất là thích cái bài hát này, cô rất là thích phần trình diễn của ngày hôm nay. Cô nghĩ là không chỉ dừng lại là một cái tác phẩm rất là thành công của Nhi và Viên, mà nó còn dạy cho các con nhớ thêm cái tình yêu thương của mình dành cho ba với mẹ. Phải thương yêu ba mẹ nhiều hơn nữa. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đăng Trang. Có cái tạo hình khúc gần cuối là người bố giống như một cái cây cổ thụ để đúng cho rồi. Mẹ và con bám vào để đúng cùng rồi. Vững chãi hơn. Đúng rồi. Trời, màn hình LED lúc đó em nhìn lên nổi hết da gà đúng tại rồi. Vì nó quá đẹp hình ảnh với đó. Nó hay một cái nữa là nó cũng là một cái gì đó truyền thống văn hóa của Việt Nam mình. Yeah. Mặc dù người phụ nữ Việt Nam rất mạnh mẽ, tụi con mạnh mẽ ghê gớm lắm, kiên cường lắm, nhưng mà người cha, người đàn ông trong gia đình luôn là một cái điểm tựa. Nó rất là vững chãi. Người phụ nữ có mạnh mẽ tới mấy đi chăng nữa thì người đàn ông, người cha trong gia đình vẫn luôn là một cái cột để cho mẹ của mình và những đứa con nương tựa. Cho nên cái hình ảnh cái như là Minh Sù vừa nói rất là hay. Ba ở giữa xong rồi nâng tay phải là đứa con gái, tay trái là người vợ của mình, cũng là người mẹ của đứa bé. Cái điều đó cũng là một sự tôn vinh. Thế thì không biết là người đàn ông trụ cột trong gia đình là anh Hoàng Nhật Nam cũng đã đạo diễn cho cái sân khấu rất là lung linh, lộng lẫy và đẹp cũng như ý nghĩa cho các con. Anh đang cảm thấy như thế nào với màn trình diễn này ạ? Những cái lời hay ý đẹp với là những cái cảm xúc cũng rất là đồng cảm với Đoan Trang, và Đoan Trang cũng đã nói hộ hết lời. Anh chỉ muốn bổ sung là người đàn ông đó, nếu như là anh á, thì anh chỉ không phải là bên này là vợ mà bên này cô con gái nhỏ, mà anh muốn có nhiều đứa ngồi lên vai rồi ngồi lên đầu hay gì đó, nó nhiều thêm chắc nữa. Phải tập tạ anh hả? Đúng rồi, thì nó mới đông vui. Nói vui vậy thôi, nhưng mà cái tiết mục vừa rồi với hai cái bài hát về người cha và người mẹ đó thì hai con cũng đã không có phải mất công nhiều trong cái việc mình phải diễn cái gì, đúng không? Chỉ tập trung vào giọng hát và cái tình cảm của mình thôi. Chú đánh giá là tất cả những cái gì nó đơn giản nhất, nó tình cảm nhất, đôi khi nó sẽ lắng sâu và nó sẽ động mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta. Chú cũng cảm thấy rất là vui khi mà hai con đã thể hiện thành công bài hát này. Xin được cảm ơn chú Hoàng Nhật Nam. Cảm ơn chú. Và chắc chắn là chúng ta không phải lúc nào cũng thuận lợi trên những cái bước đường đi phía trước đúng không ạ? Và trong nghệ thuật thì càng gian nan hơn để có thể chinh phục trái tim của khán giả. Thế không biết là Yến Trang, trên cái quá trình từ bé cho tới bây giờ mình bước vào con đường nghệ thuật rồi, cũng có những cái vấp ngã khó khăn chắc chắn rồi, thì lúc đó chắc là phải cần tới mẹ bên cạnh đúng không? Không biết là có đánh thức được một cái kỷ niệm, một cái cảm xúc gì đó của Yến Trang với ca khúc này hay không ạ? Thực ra với phần trình diễn của hai con với cái bài hát vừa rồi thì Trang rất là xúc động, và Trang cảm thấy nhớ những cái tháng ngày mà mình còn rất là bé. Như các bạn biết thì Trang cùng với nhóm Mây Trắng đã sinh hoạt
ca hát từ hồi lúc 3-4 tuổi. Và khi mà nhìn các em có được một cái nơi để mà mình có thể thể hiện được cái đam mê và tài năng của mình, thì Trang cảm thấy mình may mắn hơn. Bởi vì có thể là bây giờ các em có những cái nơi rất là đặc biệt, là chương trình Trang thấy hỗ trợ cho các em. Trong mỗi tiết mục đều có nội dung về ý nghĩa, về âm thanh ánh sáng, rồi về biên tập, tất cả mọi thứ có thể là tôn lên được cái tài năng của các em. Còn như thời của Trang á, nó rất là khó khăn, nó có nhiều thứ mà mình không thể nào diễn tả được gọi là thủ công hơn á. Thì bố mẹ, gia đình là cái nơi mà có thể nói là hỗ trợ và giúp đỡ cho Trang để mà có thể đến ngày hôm nay Trang vẫn còn được yêu nghề, được gắn bó với nghề ngày hôm nay. Thì cảm ơn bố mẹ và gia đình, bởi vì sự hỗ trợ lúc lúc mà mình còn bé nhiều lắm, cái công lao mình không có kể hết được. Nào là đưa đón, nào là chăm cho ăn, rồi nào là mua từng cái quần áo, từng cái kẹp tóc. Lúc bệnh là còn phải chăm sóc lo lắng nữa. Đúng rồi, nhưng mà cái công lao đưa đón của bố mẹ rất là lớn. Cho nên là bài hát vừa rồi á, Trang thấy là nó không chỉ ý nghĩa với lại các con khi mà tham gia chương trình Cặp Đôi Vàng Nhí, mà nó như là một cái bài học dành cho tất cả các em nhỏ đang xem chương trình. Mình có được sự trưởng thành là nhờ công lao dưỡng dục của bố mẹ. Cho nên là các em hãy cố gắng nuôi dưỡng tài năng của mình, không chỉ vì chính bản thân mà còn chính vì những cái người yêu thương mình đã bỏ công sức ra lo lắng cho mình đến ngày hôm nay. Cảm ơn Yến Trang. Và xin mời ý kiến tiếp tục của anh Hoàng Nhật Nam. Chú Nam có nói thêm một điều nữa. Trong cái phần múa vừa rồi á, thì không phải chỉ chúng ta là những người con biết ơn ba mẹ đâu ha, mà những người cha người mẹ sẽ thầm cảm ơn vì ơn trên, cái thiên tạo nó đã tạo ra đứa con. Và đó là cái chất hàn gắn lại cái sự đổ vỡ. Mà trong cái câu chuyện này là giữa người cha người mẹ cũng đã có một cái khoảng cách. Chính đứa con là cái sợi dây để mà kết nối hàn gắn lại cái tình cảm đó. Cho nên đó là những con người luôn luôn cần có nhau. Chú nghĩ đó là một diễm phúc khi mà cái duyên á, được nằm trong một cái gia đình. Đó là cái điều mà cao cả nhất trong cái thông điệp mà tiết mục vừa rồi đưa lại. Vâng ạ, sợi dây cảm xúc nó kỳ diệu đúng không ạ? Khi mà con cái có khó khăn gì, hãy nghĩ về gia đình của mình, nghĩ tới bố mẹ, chắc chắn tụi con sẽ cảm thấy an toàn. Khi mà gia đình là bố mẹ có vấn đề gì thì hãy nghĩ về con của mình, là cái để gắn kết tình cảm lại một lần nữa. Và cảm ơn tụi con với tiết mục này đã có nhiều cái cảm xúc như vậy dành cho ban giám khảo và đặc biệt là tất cả quý vị khán giả. Một tràng hô tay nữa cho Phương Nhi và các viên. Vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay dập mộng mơ. Tiếng Việt cha dạy con, những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quen, cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ, có người giữa chinh phủ ngồi mỏi mòn đợi chờ chính phủ. Hoa đã rồi lời ca vẫn còn, tiếng Việt còn trong mỗi người. Người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắc son. Thank you.
dòng họ tin người về quê hương, mang cánh đồng hẹn hò người thương. Hỡi em, xuống chờ, xuống chờ, xuống chờ vơi.
Quá dễ thương, một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Một màu sắc hoàn toàn đối lập với những cặp đôi khác. Tụi con nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, dễ chịu, đáng yêu. Hôm nay tụi con đã dẫn tất cả mọi người lên Tây Bắc chơi. Trời ơi, đẹp nha. Giọng ca thì rất là ngọt ngào nữa. Nhưng chú phải nói là tụi con gan, hôm nay gan. Có cái màn là tiến về cái lãnh địa bên kia. Qua bên kia xong rồi hả, coi như là thả thính nhẹ. Giọng anh hay quá đây. Giọng chị là rất hay, rất là xinh, kiểu vậy. Không biết là ban giám khảo có bị siêu lòng hay không với bài hát này của tụi con. Đầu tiên phải mời anh Nam trước. Trời ơi, ai bày vậy trời. Quá trời có đất không. Hôm qua chạy chương trình đâu có đâu. Hôm giấu nay chiêu. Người ta giấu chiêu, người ta lên đó là thả thính. Hết chú Nam khen là chàng trai xinh rồi, giọng cô nàng hay rồi, cô kia áo đẹp, thả thính với lại thảo mai hết cả hội dưới này rồi. Gan dễ sợ. Sao chú? Sao cô Trang? Bây giờ phải hỏi chú trước nè, chú có bị chính thính không? Chú có dính nhẹ. Nguyên một vườn đào trên sân khấu hả? Cho nên là chắc chú dính rồi đó. Dính rồi không chú? Xuống như này chú bất ngờ quá, chú không phải. Chú không phải như này theo chứ không con? Tự nhiên cái mình phải làm theo đúng không chú? Đáng ra lúc đó là chú phải ngồi nghiêm như này luôn, cho mấy nhỏ tụt nút chơi. Nhưng mà dạy ác quá, dạy ác quá, mình phải hòa theo, nhí nhảnh. Qua bên này cô Trang cũng nhí nhảnh, rồi cô Yến Trang bên kia cổ cũng làm quá trời đất luôn. Lần này gan ghê ha. Tại vì cô Yến Trang biết sao không? Hai bạn này là chuyên môn hát bài hát trữ tình nhẹ nhàng. Đó cho nên nó là hát hơi âm hưởng dân ca, thường thì cũng hơi là an toàn, nhút nhát. Nhưng mà ngày hôm nay là không ngờ là tiến thẳng xuống đây và tấn công tụi tôi. Giao lưu rồi xong rồi kêu khán giả vỗ tay theo. Cả phim trường là coi như là vỡ òa với lại hai cái chàng trai này. Mặc đồ cũng đẹp nữa. Được một cái là tụi con lúc nào hát cũng y như là mở đĩa vậy đó. Cô Yến Trang phải hỏi chị ơi, trời ơi thiệt luôn, hát live với hả chị? Còn cái bạn, chị, cái bạn nhỏ nhỏ tên gì vậy chị? Đó, cái thiệt thòi của bạn Tấn Bảo là tại vì lớn hơn thôi, cho nên là giống như mọi người nghĩ là lớn hơn là chắc chắn là phải hay rồi. Cho nên cái bạn nhỏ hơn mà hay là người ta ấn tượng hơn. Chứ thật ra con cũng rất là hay, con hát đâu ra đó. Thật sự mà tụi con kết hợp với nhau ở trong đây, chứ còn cô biết là tách riêng ra trên YouTube là hai bạn này là quá trời view người xem luôn, là nhiều fan lắm. Chắc là cô Yến Trang cũng có điều muốn chia sẻ đó. Mời cô Yến Trang ạ. Ca khúc này rất là khó xử lý. Cái sự luyến lấy nó cần phải rất là nhiều, mà hai bạn hát những cái dấu luyến cho ơi nó ngọt. Mình gọi là Trang cảm thấy giống như là hồi nãy chị Trang có nói với em là chỗ giống như là mở đĩa hát vậy đó. Nhưng mà riêng bạn lớn hơn là bạn Tấn Bảo, thì tại vì mình lớn cho nên là cái sự xử lý của bạn nó sẽ có một cái cách là khiến cho chúng ta cảm thấy là nó chững chạc hơn. Riêng bạn Thái Hà thì hát rất là tự nhiên, hát theo một cái gọi là cái sở trường. Trang nghĩ là chắc trong máu của con luôn rồi phú, đúng không? Trời phú. Trời phú đúng rồi. Bạn hát đưa đẩy rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là hai con diễn rất là ăn ý, không có cảm thấy là ai lấn át ai hết. Và đặc biệt hơn hết là ở cái việc diễn xuất á, và cái trang phục, cô Trang cảm thấy là nó rất là phù hợp với lại cái cá tính âm nhạc của hai con. Cô nghĩ là nếu như mà lựa chọn cái con đường âm nhạc cho cái tương lai của mình thì những cái hướng âm nhạc nó mang hơi hướng một tí xíu, có những cái đạo cụ dân tộc hoặc là những cái bài hát dân tộc rất là phù hợp với hai con. Dạ, cảm ơn cô Yến Trang rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều dành cho tiết mục này. Một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa
còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng. Tóc xóa thôi bay những ngày thơ. Tình em đó hôm lặng lẽ tháng ngày bên vừa, tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi, tình em như gió khao, tình em như sóng xô giặt trôi đến bên bờ con người mong nhớ. Xa nhau đó hoa dừa vẫn cài trên mái tóc, tóc gió thôi bay những chiều mưa. Mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ, một tay tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Gần em bay hiu hiu gió lạnh, hoa xưa thôi rơi ta bên nhau một chiều tan lỡ. Đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, con cóc liêu xiêu một câu thơ, một tay tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm trao em tuổi thơ ngây, thương như không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ, hồ tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm Woo!
Và một tràng pháo tay lớn thật lớn cho Đức Vịnh và Quyên Anh. Thật sự là chú thán phục tụi con đó. Tụi con đã làm một cái điều mà bây giờ ba giám khảo lại khó khăn nữa trong nhận xét của mình. Xin mời giám khảo Hoa Nhật Nam. Chú nghi hai đứa hát nhép quá. Dạ, cái này không thể nào hát nhép được chú Hoàng Nhật Nam ơi. Không bao giờ hát nhép mà có được một cảm xúc như vậy trong cái câu hát, trong cái cách thể hiện, trong gương mặt như vậy. Hai đứa con quá thông minh. Trang là người bàng hoàng nhất. Bởi vì ngày hôm nay đến với chương trình, mình không nghĩ là mình đang ngồi ở một chương trình dành cho các em mà còn đang đi học. Hôm nay chương trình cặp đôi vàng nhí là tài, đúng không đợi tuổi. Trời ơi, tôi ngồi tôi nghe hát từng cái chữ xử lý mà tôi nói trời ơi cái gì vậy. Tôi đang nghe một em nhỏ hát sao mà hát khủng khiếp quá. Phải nói là hai con là hát quá khủng khiếp luôn. Bởi vì trời ơi cái cách xử lý từng cái bỏ nhỏ, từng cái ngân để mà lúc to lúc nhỏ rồi có đầy một cái hơi ở trong một cái câu cuối ngân như thế thì là phải có những cái người nghệ sĩ, người ta đã chuyên hát những cái dòng nhạc trữ tình rất lâu năm rồi, người ta mới có thể xử lý như vậy. Trang có đồng tình không, là cái này là phải có thêm thái độ hát. Thái độ, đúng rồi, thái độ hát. Gọi là thái độ hát. Chính xác, phải là những người người ta đã từng trải, yeah. Không phải là chỉ luyện tập mà phải từng trải trong cuộc sống thì mới có thể hát bỏ nhỏ từng câu như thế. Trời ơi, dễ sợ quá, bái phục các con. Ghê quá, trời ơi, tôi nổi da gà, không nói được lời nào luôn. Không nói được lời nào luôn. Không phải nói lời. Không nói lời nào mà nãy giờ nói không đó cô ạ. Ý là lúc hát là mình kiểu là mình câm nín mà mình cảm thấy trời ơi cái gì vậy. Thật 11, sự 12 tuổi hát đó. Trời, 11, 12 tuổi hả? Ghê chưa? Nói chung là quý vị ơi, một tràng pháo tay to hơn. Dễ sợ quá, tôi nổi da gà nãy giờ. Thế không biết chú Hoàng Nhật Nam, đầu tiên chú phải khen Đức Vĩnh trước. Bởi vì sao? Đức Vĩnh hôm nay rất là đàn ông, rất là ga lăng trên sân khấu. Bởi vì sao? Con có cái kinh nghiệm, con có cái bản lĩnh sân khấu nhiều hơn Quỳnh Anh, và con đã là một cái điểm tựa rất là vững chắc cho bạn. Hôm nay con dẫn dắt Quỳnh Anh và con đẩy cho Quỳnh Anh những cái điểm di chuyển sân khấu hoặc là cái cảm xúc. Cho nên là Quỳnh Anh sẽ cảm thấy là luôn luôn được một cái điểm tựa rất là vững chắc. Cho nên là Quỳnh Anh rất là thoải mái để mà có thể hát và nhớ tất cả những cái phần trong tiết mục biểu diễn vừa rồi. Chú rất là thích những cái phần của Vĩnh đó, những cái đoạn mà hát thật là cao rồi lên cao trào, xong sau đó rồi lại ngưng bặt hết và sau đó lại bỏ nhỏ rồi lại bè cho Quỳnh Anh nữa. Đó, tất cả những đoạn đó nghe rất là đã luôn. Còn riêng về Quỳnh Anh thì cái câu mà lặng lẽ thơ ngây cũng hạ gục chú. Cái chỗ mà lặng lẽ mà luyến hát phăng lên đó, cho nó lạ lẫm lên đó. Tình em đó hồng lặng lẽ thơ ngây bên vừa. Tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi. Thì hát cái chữ đó rất là khó, chú nghĩ vậy. Nhưng mà con hát vẫn rất là mềm mại và hay. Giữa hai con thể hiện một cái sự hòa hợp. Đây là một cái bài mà nó thể hiện một cái nỗi nhớ. Nhưng mà nỗi nhớ lúc thì dịu vợi, lúc thì rất là trầm tư. Nhưng mà tụi con đã thể hiện một cái cung bậc, đó là một cái nỗi nhớ ngút ngàn khắc khoải về Hà Nội hoặc là một cái miền ký ức nào đó xa thẳm. Đó thì chính cái bản phối, cái cách hòa bè của các con, cách dựng bài, nhưng mà bản thân các con cũng đã thể hiện được cái hồn hai đứa trẻ mà vẫn thể hiện một cái nỗi nhớ mà chú nghĩ rằng là phải có cái sự từng trải mới có thể thể hiện được. Thì rất là mừng với cái tiết mục vừa rồi. Yeah. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú Hoàng Nhật Nam. Còn cô Đoan Trang, với cái nhạc cảm của các con thì cô muốn chia sẻ điều gì ạ? Cô quá bất ngờ luôn. Bất ngờ ở cái sự chững chạc của tụi con qua mỗi tuần. Tụi con xử lý bài hát hay quá. Tóc gió thôi bay với lại Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Hai bài ruột của cô. Phải nói là cô rất là bồi hồi khi mà nghe các con hát. Tụi con hiểu được, tụi con nắm bắt được và tụi con hát tuyệt vời. Cô rất là khâm phục hai đứa con Đức Vĩnh, Quỳnh Anh. Cảm ơn tụi con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Thật sự phải nói là tiết mục nào cũng gây ấn tượng cả. Đến vòng này thì các con cùng với ekip phải chơi cho tới bến, đúng không ạ? Để làm gì để chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp nhất. Chú nghĩ là với cái tinh thần như thế này thì chắc chắn là khán giả sẽ yêu thương và nhớ về tụi con. Nhưng chưa biết kết quả ra sao. Ngay bây giờ chúng ta nên vỗ tay trước đã cho hai cô cậu này, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh, đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Cảm ơn tụi con.
Con xin chào các cô, các chú. Con tên là Phạm Thị Kha Thi. Năm nay con 11 tuổi, con đến từ huyện Củ Chi. Trời đất ơi, bận áo dài tôi biết Củ Chi liền. Bây giờ lên đây làm gì mà bận đồ như thập niên 60, 70 vậy tím ba? Dạ, con hát hai câu giọng cổ. Trời ơi, dạ. Tím mặc bộ đồ này hát hai câu giọng cổ là đúng rồi. Bà nói không đúng thì tôi xử bà đẹp liền á. Ba cất cái giọng lên tôi chịu quá. Cái ba chữ đầu thôi tôi quay qua tôi nhìn vàng liền, giống cô Mỹ Châu á. Cái giọng khàn khàn chầm chầm xuống á, nghe đã lắm Thím. Được Thím ơi, tôi cho Thím một phiếu vô đó. Chúc mừng con, mới đầu mà mình đã có dạ, được một phiếu. Dạ con cảm ơn cô. Từ cô Việt Hương rồi. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Con có cái giọng ca sáng cũng rất là tốt. Sao đây huấn luyện gì? Cưng lắm chị ơi, chịu chị Hằng. Được. Chị hỏi bình tĩnh luôn, tại vì mình không biết, mình ngồi đây mình để mình học luôn. Cô toàn nghe cô Thanh Hằng với các cô chú đàn anh đàn chị, những bậc thầy hát thôi, thì cô biết được một điều là nấc á, thì nó cũng phải nấc có những cái chỗ nó hợp lý. Còn cái nguyên cái đoạn đầu của con sử dụng nấc có những cái chỗ nó không hợp lý thì đâm ra nghe cái bài không có mướt. Đúng không chị Thanh Hằng? Đúng vậy em. Con cũng bị cái nhịp nó bị chao, con chưa có chính xác. Cái cuối thì chắc là tại con rung cho nên rung là quá. Nó hột nhiều quá. Bé thì nói chung là còn nhiều sơ sót. Thì nếu mà quý vị giám khảo cho bé một cái cơ hội thì mình tin cũng sẽ cố gắng. Đó, ừ, okay. Nó ở một bên luôn đó. Nếu vậy thì chị sẽ cho con có một cái cơ hội để con bước vào bên trong đi theo thầy, để thầy có thể huấn luyện con lại. Thì lần sau gặp lại con sẽ khác hơn hẳn nữa nha con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Về cái phần mà tân cổ á, thì cô không rành bằng cô Thanh Hằng hay cô Bình Tinh. Nhưng nếu như cô Thanh Hằng đồng ý mà cô Việt Hương cũng ủng hộ, rồi cô Bình Tinh cũng cảm thấy tự tin khi nhận con về đội, thì cô sẽ cho con một phiếu. Dạ, chúc mừng. Dạ, cảm ơn cô. Con nhận thêm một lá phiếu nữa từ cô Đoan Trang. Thứ ba về đi, thứ ba. Như vậy là với bé Kha Ti, lớp học dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh đã hoàn thiện. Đôi vắng nương suối trong thầm thì có sẹo.
Thưa quý vị, đó là cô bé Mẫn Nhi đến từ lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt. Cảm ơn các bé đến từ vũ đoàn ABC Kids và vũ đoàn Phương Việt. Con gái có chút xíu à, dễ thương quá. Hồi nãy chú Nghĩa thấy nha, ở cái bài đi học đó, cái chú kia kìa để con lên trên vai, tuốt trên cao luôn đó mà con vẫn hát. Con không có sợ hả? Dạ không. Con sợ không? Dạ không. Ôi ôi, gan dạ quá luôn đó mấy cô chú. Mấy cô chú thấy tiết mục của bé Mẫn Nhi của chúng ta như thế nào? Mời cô Việt Hương. Con còn nhỏ quá cho nên là chú nhờ tất cả các cô các chú á, hỗ trợ cho con. Thương nhất là cái cô diễn viên múa ha. Lúc mà con đứng không cao á, cô đẩy con lên. Thương hết sức. Cô đẩy con lên y như là lần đầu tiên đi học á, mẹ dắt tay từng bước á. Cô lúc đó cô thấy cái cô diễn viên đó như là viên múa như mẹ con á, dắt tay con từng bước trên sân khấu luôn. Ngơ ngác mới có 5 tuổi đầu. Ngây thơ. Chú đã dạy hát như vậy là ra hát và phối hợp hai cái bài lên. Cho nên là đẩy em lên, cái em lên em hát. Sao em những cái động tác bưng em lên nhẹ nhàng, thanh khiết, đi học y như là đúng vùng miền đó con xuống vậy đó. Nhẹ nhàng, cô rất là chịu tiết mục của con, nhìn dễ thương lắm. Thầy Quốc Đại đã giao cho con mà con đã làm tròn được hai cái bài nhạc như vậy thì còn gì nói nữa. Con rất là dễ thương mà con rất là làm tốt trong cái bài ca của mình. Giỏi lắm. Thấy thương vô cùng luôn vậy đó. Mấy cô khen con nói con thích không? Thích lắm á. Dạ thích. Thích rồi thì sao nè? Con cảm ơn hai cô. Rồi cô cảm ơn con nhiều. À, chúc mừng con gái nha. Chạy vào trong nè. Chạy vào trong cảm ơn mấy cô chú trong vũ đoàn Phương Việt và các bạn nhỏ trong vũ đoàn ABC Kids luôn. Ồ, quá tuyệt vời thưa quý vị, bé Tuyết Nhi và vũ đoàn Chuông Gió. Hôm nay thì nhìn thấy được trong đội của Bình Tinh đã có một cô đào chánh rồi đây. Sắc vóc, giọng hát, vũ đạo, tất cả mọi cái đều quá tuyệt vời. Biết rằng các cô chú giờ đang nôn nóng dữ lắm. À, mời cô Thanh Hằng. Khỏi cần phải mời, trời ơi, chớ nói cháy đi. Phải cảm ơn huấn luyện viên Bình Tinh rất là nhiều. Con à, con thể hiện tất cả những động tác từ mắt, môi, mũi đến bộ tịch từ đào võ, đào thương con đã có thể hiện hết trơn trọi rồi. Bây giờ không biết nói gì hơn rồi. Cảm ơn con nhiều lắm. Chúc mừng con. Dạ quý vị ơi, những cái động tác vũ đạo mà vuốt lông chỉ phải học mới vuốt được. Chứ nếu mà vuốt không khéo là nó gãy như chơi. Vuốt cái cọng lông chỉ này với cái thước tất của con á, cái cọng lông chỉ nó dài hơn con luôn thì càng khó hơn cho cái người vuốt. Thì chị lại nghĩ là nếu mà em thiếu kép cho bé này làm kép vẫn được. Tại vũ đạo nè, người nè, tay chân được khớp. Bộ võ, bộ dâm nó có hết. Dạ, cho nên là cái bộ của bé này nếu mà em thiếu nam quá em có thể cho em này làm nam được luôn. Cái bộ đẹp quá. Chị Hương nãy có nhớ không? Khi bé múa quay mấy vòng xong đứng trụ bộ một cái vững chắc. Không dạ. Hề chao đảo, không hề rung rinh mà gì hết. Mà rất là nhớ nhịp. Khi mà các cô đã vô động tác rồi mà cái lông chỉ con chưa được, con vẫn bình tĩnh con quấn nó xuống. Sau đó thả ra cuộn hai tay mới trở lại về vị trí đầu của con theo cái nhịp phách trong đầu. Thì bé này rất là cứng nhịp, ngon lành, mặt đẹp quá. Đào kép gì cũng vô hết. Và chắc chắn là phải vô rồi. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo và chúc mừng con gái Tuyết Nhi nha. Ê, con cảm ơn cô chú. Dẫn đi Nha Trang chơi á. Wow. Còn mình á hả, mình được ba mẹ dẫn đi Đà Lạt chơi á. Wow. Còn mình được ba mẹ dẫn đi Vũng Tàu tắm biển. Wow. Wow. Còn mình thì được ba mẹ dẫn đi Sapa. Mùa này Sapa đẹp lắm. Wow. Trời ơi, ở trong nước không mà cũng nói cho cô hà. Vậy chứ mẹ đi đâu? Cũng bình thường thôi, ba mẹ mình dẫn mình đi Thái Lan chơi. Wow, wow. Sao wow, chính là bạn được đi máy bay rồi nha. Ước gì tụi mình cũng được đi máy bay nữa. Uyên, kỳ này ba mẹ bạn có dẫn mình đi đâu chơi không? Mình chưa biết nữa. Ủa mà Yến, bạn nói bạn có mẹ, sao mỗi lần đi học mình thấy cậu bạn đưa bạn đi học không vậy? Với mẹ bạn đâu? Đúng rồi, mẹ bạn đâu? Mẹ mình ở bên Mỹ chứ đâu có đây đâu. Bên Mỹ. Mẹ đi Mỹ khi mình còn nhỏ, nhờ cậu mình chăm sóc dược nuôi. Mai mốt khi con lớn khôn rồi, mẹ sẽ về trước Yến đi. Thiệt là đã nha. Đã nha, đã nha. Tụi mình thích ghê. Thích ghê, thích ghê. Thương các cậu.
bỏ quên bài kiểm tra ở nhà rồi. Chết rồi. Trời ơi, có bài kiểm tra mà cũng đã quên ở nhà nữa, không điểm chắc. Thôi Nhi, đừng có chọc Yến nữa. Yến ơi, bây giờ bạn mượn điện thoại của thầy bạn á, điện về cho người nhà cầm ra cho bạn được không? Tôi nghĩ là kịp á. Được á. Nhưng mà cậu mình đi làm chưa có về. Vậy giờ sao? Sao giờ ta? Yến, có bà nào kêu bạn ngoại kìa. Mình đâu có quen đâu. Mấy bạn chờ mình tí. Chắc bà hỏi đường. Ờ, chơi đi. Mẹ tới đây chi vậy? Lỡ mấy bạn con thấy rồi sao? Sao con đi học mà con quên bài kiểm tra ở nhà? Mẹ nhìn thấy mẹ đem qua cho con nè. Trời, con cảm ơn mẹ vì mẹ về đi. Vậy con đi học ngoan ha. Thôi, mẹ về đi. Mấy bạn ơi, mình có bài kiểm tra rồi. Yeah. Thôi, vậy đi vô học. Yến à. Kìa, kêu nữa kìa. Nói không quen mà kêu hoài hà. Sao mẹ không về đi, mẹ ở đây hoài vậy? Mấy bữa nay mẹ bệnh, suốt đâu có qua thăm con được. Sáng nay qua thăm con, không thấy con nhà. Mẹ nhớ con quá. Mẹ đét ơi, ông gặp con mấy bữa mà con lớn như vậy đó hả Yến? Mẹ thương con quá. Ơi, mẹ đừng có hung. Mẹ hung mấy bạn con thấy rồi sao? Ừ, vậy thôi mẹ đi về. Vì mẹ về chiều đi. Mẹ qua không? Mẹ về đi. Rồi mẹ về liền nè con. Mấy bạn ơi, vô học thôi. Yeah. Trời đất ơi, chiếc xe nó quẹt rồi bắn vé số rồi kìa. Chạy lại các bạn bảo không sao không? Ơi mấy cô mấy cậu ơi, coi đưa bà lão rồi bà bán vé số vô trong cái trường học này coi làm sao. Con bán làm sao rồi? Có cái ghế đá kìa, đưa bà vô ngồi coi sao. Lẹ. Trời đất quỷ thần ơi, đi đứng cái kiểu gì hả? Thiệt tình. Ơi mẹ ơi. Trời đất ơi, coi chừng bà bị sốt rồi đó. Cái kiểu này bệnh hoạn như vậy nè, không ai chăm sóc mà lại phải buôn bán dưới trời nắng như vậy. Chắc là không có người thân, không có con cái gì rồi. Dạ con là bé Yến.
con của mẹ. Cô kìa. Mẹ ơi, tha thứ cho con ham thích đua đòi, đành quên chữ yêu. Từ nay con sẽ ngoan hơn, mẹ hãy an lòng chung sống bên con. Ôi xin bao vui mừng thấy con khờ hiền ngoan, con sẽ mãi mãi bên mẹ trọn đời trọn. Con mẹ vẫn không rời. Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ nhiều lắm, sợ bạn bè chê cười nên dối dạng xem thường mẹ. Con lại ông trời cho mẹ con mạnh khỏe, để con ôm mẹ vào lòng hở thẻ tiếng mẹ ơi. Con ngoan của mẹ. Bà bán vé số là mẹ của bạn á hả? Mình xin lỗi mấy bạn, mình nói láo. Mình không có mẹ gì ở Mỹ hết á. Nhà mình nghèo lắm, mẹ mình chỉ là một bà bán vé số thôi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Lỡ mẹ có chuyện gì con sống với ai? Mẹ không sao. Từ nay á, mẹ đưa con đi học đi. Rồi bữa nào con nghỉ học á, mẹ đưa con theo bán vé số với mẹ. Con sẽ dắt mẹ qua đường, con không để mẹ bị vậy nữa đâu mẹ ơi. Con quên của mẹ. Trời ơi, vậy là mọi chuyện nó xong xuôi rồi nghe. Trời quang mây tạnh rồi nghe. Nè con gái, nín dứt nghe ông nói nè. Thôi không mấy giờ á, con đưa mẹ con về nhà đi ha. Rồi mua thuốc cho mẹ con uống. Hình như mẹ con đang bị sốt đó nghe. Dạ con cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều lắm. Ừ, cảm ơn ông anh nhiều. Ừ rồi, cảm ơn các chị nhiều lắm. Ờ tôi về nghe. Dạ dạ, cảm ơn mọi người nha. Bà ơi, bà có sao không bà? Bà sao không bà? Bà không có sao. Bà cảm ơn các con. Yến, nãy giờ tụi mình hùn tiền vô được 20 ngàn, cho tụi mình mua 2 tờ vé số giúp mẹ bạn nha Yến. Mình mẹ không nhận là mình giận bạn đâu. Nhận đi mẹ. Mình cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Không có gì, tụi mình là anh em. Ngồi đây đi bà. Cảm ơn con. Dạ. Ai, chúc mừng tất cả các con. Chúng ta vừa có một tiết mục rất là dễ thương. Và cảm ơn diễn viên Cao Mỹ Châu trong vai bà mẹ đã hỗ trợ cho bé trong tiết mục này. Rồi, bây giờ các con có thể vào trong nha. Cảm ơn dạ. Các con. Những thành viên nhí của lớp dân ca cải lương đã hỗ trợ cho Hồng Yến. Và bây giờ sẽ là lời nhận xét từ ban giám khảo. Mời giám khảo Việt Hương. Cô thích cái dàn dựng hơi có chút xíu dàn trải. Và cái view clip á, khi mà chiếu lên á, sẽ lấy lòng được khán giả rất là nhiều. Đặc biệt á, là giọng con chắc lắm. Đi xuống, đi lên, đồ về giọng vẫn vững vàng. Cô lo, tại vì nhiều khi con xúc động quá, cái giọng xuống không đủ, lên cũng không đủ, nó mỏng dày. Mà xuống ngon lành, chúc mừng con. À, cái tiết mục này cũng nói lên cái tình bạn, tình thương của một cái thế hệ trẻ, tụi con ở trong lớp với nhau. Rồi cô Bình Tinh lại có một cái sự khôn khéo nhất á, là đưa một cái cô bạn mà chảnh nhất ở trong cái nhóm bạn. Một người chảnh nhất mà cuối cùng lại cầm tiền đến để mà hỗ trợ cho mẹ để mà mua 2 tờ giấy số. Cái đó là một cái sự giáo dục cho mỗi một con người. Khi mà mình sống là mình phải biết thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau. Thì nói chung thì cái giọng của con, cô Diệp Hương cũng nói rằng giọng con tuy rằng trong cái cảm xúc khi con hát con cảm xúc con khóc, nhưng mà khi con ca đó thì con ca chắc lắm, cái chữ của con nó chắc tròn dành rõ chữ. Rồi cái con ca cấn lên chồng lên cái dứt câu giọng cổ, cái đó là nó rất là sáng. Cô cũng cảm ơn con, và chúc mừng con đã hoàn thành một cái tiết mục này rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó có đầy đủ ý nghĩa. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn các cô chú trong ban giám khảo. Chúc mừng con gái nha. Rồi, vào trong với những người bạn của mình thế nào con.
và quý khán giả, con tên là Nguyễn Tấn Tài, nickname của con là Công Tử Miệt Vườn. Con sinh ngày 17 tháng 3 năm 2011. Con đến từ Tiền Giang, nơi sinh của con là Bệnh viện Đa khoa, khu 3 thị trấn Cái Bè. Dạ, hôm nay đến với chương trình này, con xin trình bày nhạc phẩm được mang tên Về Miền Tây. Cái bài hát này kết thúc thì con đã được sự lựa chọn đến từ lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Con vui không? Vui. Ủa sao cười lên, hàm răng cửa nó hơi bị trống trải nhỉ? Dạ, con hay răng. Con có hay ăn kẹo không mà bị sâu răng? Dạ, cũng hay ăn kẹo nhưng mà ăn kẹo ít. Ăn kẹo gì? Dạ, ăn kẹo trái cây. Ừ, đó, ăn trái cây quá. Chú Minh Sầu, dạ. Tới tuổi này là con khai răng chứ không phải tại con sâu đâu. Thì đó, nhưng mà có mấy cái nó hơi đen đen nhẹ. Không sao cả con à. Ngày hôm nay, giọng hát của con quá là dễ thương. Cho nên con được sự lựa chọn đến từ thầy Quốc Đại rồi. Và không biết là thầy có cái cảm nghĩ như thế nào không ạ? Con ơi, con hát rất là dễ thương luôn á. Thầy Đại nghe con hát là thầy Đại tưởng tượng thầy Đại đang đi miền Tây. Không bấm làm sao được, phải bấm thôi. Con tập bài này lâu không? Dạ lâu rồi. Vậy thì con đến với chương trình này á, con có mong muốn trở thành quán quân luôn không? Dạ muốn. Yeah. Muốn hả? Con có quyết tâm không? Dạ quyết. Quyết. Dạ. Thầy Đại khoái vậy đó. Quyết. Đúng rồi, bây giờ là mình muốn cái gì thì trong tư tưởng mình phải nói là mình làm được trước đã. Đúng. Rồi được hay không tính sao? Con nói đi, con sẽ là quán quân của thử tài siêu nhí. Nó 2, 3. Con chính là quán quân của thử tài siêu nhí. Yeah. Dạ điều này sẽ có ở trong tương lai. Có hay không xin mời con về với đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Chào. Chúc mừng cho đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê luôn. Có thể nói là càng về sau thì có nhiều các bạn tài năng nhí dễ thương và đáng yêu hơn nữa đúng không ạ? Đến từ nhiều độ tuổi hoàn toàn khác nhau. Và để xem thí sinh tiếp theo sẽ là ai. Xin mời.
Con xin chào các thầy cô và các vị khán giả. Con tên Nguyễn Thị Trúc Mai, năm nay con 10 tuổi. Con đến từ Phú Quốc, Kiên Giang. Và sau đây con xin trình bày ca khúc Cha Già.
mừng con gái đã có được sự lựa chọn đến từ lớp của cô Tú My và cô Huỳnh Mến. Và cảm ơn con rất là nhiều vì đã đem lại một cảm xúc rất là dạt dào cho tất cả quý vị khán giả. Con ơi, con hát giọng cổ được không? Con hát giọng cổ được không? Dạ được. Con hát thử một câu tặng chú thầy Đại đi. Chú có cảm nhận là giọng của con mà hát giọng cổ chắc hay lắm á. Con hát thử chú nghe được không? Con hát thử một câu đi. Thuở con nằm nôi con đã nghe lời ru đắng nước. Wow, nổi da gà rồi. Ôi lời ru đã giữ nuôi con khôn lớn nên người. Với câu hát đó thì lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch đã lựa chọn con luôn. Niềm vui nhân đôi. Nhưng mà trong cái niềm vui này thì không biết là tại sao Huỳnh Mến lại rơi nước mắt nha. Con hát cái bài hát này á rất rất là cảm xúc luôn. Cô cảm thấy mình rất là may mắn khi mà vẫn còn có cha mẹ ủng hộ mình. Nhưng mà cái bài hát này nó làm cho cô nhớ tới cái cảnh mà ba mẹ của cô khóc khi mà đưa ông bà. Cho nên là cô cảm thấy rất là đau lòng. Bài hát này qua giọng hát của con nó giống như là một cái lời nhắc dành cho bản thân cô. Cô cảm ơn vì điều đó. Cô cũng rất cảm ơn con vì con đã cho cô cũng như là tất cả quý vị khán giả thưởng thức một ca khúc rất là ý nghĩa về người cha. Cô rất là xúc động. Và cô nhận thấy ở giọng hát của con á, có một cái tố chất gọi là tiềm ẩn kinh khủng lắm. Khi mà con về đội của cô thì cô nghĩ rằng cô sẽ khai thác thêm những cái tiềm ẩn trong người con. Nãy giờ thầy cô nói cũng nhiều, nhưng mà trên đây thì bạn nhỏ cũng rất là xúc động. Thế không biết là cho chú hỏi là tại sao con lại khóc? Vì con... Mạnh mẽ lên con. Cho cô ôm con nghĩ cái gì con cứ cái nói cái đó nha. Không sao. Cảm ơn con. Màu áo xanh cũng hợp nữa nè. Nữa hả? Đúng rồi, áo xanh là phải về đồ áo xanh nha con. Vì con ở, cha con ở Phú Quốc á, nên là nhớ cha. Là sao? Ở Phú Quốc mà con lên đây con thi. Chú thấy là con rất là xúc động khi con hát bài này đúng không? Vậy giờ nè, con có muốn nói gì với cha con không? Biết đâu được cha con đang coi trên sóng truyền hình ấy. Cha con nhớ cha niềm lắm, con sẽ về sớm chơi với cha. Đúng là mang trong mình một cái tâm tư như thế mà hỏi sao hát không sụi tôi luôn trời ơi. Mạnh mẽ lên con ha. Mạnh mẽ lên nha. Cô Phạm Lịch chắc có điều muốn nói với con, nãy giờ cô chưa nói nè. Cô thì chỉ chia sẻ về cảm xúc của cô thôi. Đối với con, có thể là đến giờ phút này thì mình có thể mình chưa cảm nhận hết được về cuộc sống, hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cô nghĩ là mình vẫn nên vui vẻ và hạnh phúc khi mọi thứ mình vẫn còn đủ đầy. Tại vì bản thân cô là bố cô mất rồi, chứ cô không được như mọi người là được còn trọn vẹn được nhiều thứ. Nên là cô nghĩ là có thể là bố mình sẽ bận. Người lớn họ sẽ phải đi làm việc, họ phải đi kiếm tiền. Và cái mọi thứ đó là lo là cho cuộc sống mình nó sẽ tốt hơn. Nên là cô nghĩ là đừng buồn và đừng khóc. Thay vì như thế, con đã làm được một tiết mục rất là tốt và đó chính là cái phần thưởng cho chính con và cho món quà vô giá cho chính gia đình mình luôn. Nên là cô hy vọng là con sẽ luôn cười và đừng khóc nữa ha. Đó là cảm nhận của cô. Còn cô đồng ý luôn là nếu con về đội của cô Tú My đó là một điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu con về đội của cô thì đó là một điều hạnh phúc đối với chú Đại. Thực ra hai đội gì đội nào con cũng thích đó. Nhưng mà chỉ được chọn một đội thôi thì con xin chọn đội của... chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Khoan vui từ từ. Cho chú hỏi lý do vì sao mà con lại đưa ra quyết định này của mình là con sẽ về với đội của chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Tại vì chú Quốc Đại vừa dân ca vừa cải lương. Cô Tú My ơi, cô Tú My biết hát cải lương không? Cô hát cải lương được mà. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm
sâu đôi thương loan em cũng đoan trường. Sao xa bầy cũng thương cũng quà điêu, em xa người đang lạc phím chung dây. Vỗ tay. Cảm ơn cô Tommy. Con cảm ơn cô đi. Dạ con cảm ơn cô. Xin mời lớp học của mình. Mình đi xuống nha. Đã có được một thành viên mới. Chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo. Dạ, con kính chào quý thầy cô, quý vị khán giả. Con tên là Đỗ Hà Minh Vy, năm nay con 5 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của con là ca hát. Sau đây là phần dự thi của con. Bài hát được mang tên Quê Hương. Mấy chú ơi, khoan mở nhạc cho con đọc thơ mấy chú ơi. Quê Hương. Quê Hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hả mẹ? Ai đi xa cũng... Trời ơi con cưng quá. Rất tuyệt vời luôn con, rất ngọt ngào. Và một phần trình diễn 2 trong 1, vừa hát vừa múa luôn. Một cái hố tay cho bạn nhỏ của tôi. Trời ơi con ơi, quê hương con ở đâu? Con không biết. Thế nhà mình ở quận mấy? Con ở quận Bình Tân. Quận Bình Tân. Hồi xưa giờ mình đẻ ra là mình ở đó luôn phải không? Dạ, hồi nhỏ là con ở nhà cũ, bây giờ con đổi nhà mới. Nhà có điều kiện, mọi người thân mến. Dạ. Vậy nhà cũ của con có mấy lầu? Lúc đó là con vẫn còn trong bụng mẹ. Ôi trời đất ơi, lúc đó con không biết. Dạ. Vậy giờ con qua nhà mới nè hả? Nhà mới có thang máy không? Nhà mới con không có thang máy, nhà mới là cái nhà hồi nãy con mới nói. Biết rồi, biết cái nhà mới đó rồi, nhưng mà cái nhà đó có lầu không? Dạ có. Có lầu luôn phải không? Đó, dễ thương. Rồi, cười tươi lên. Bởi vì là ngày hôm nay, với phần trình diễn của con đã được sự lựa chọn đến từ lớp học của cô Tommy và cô Huỳnh Minh. Con thích quá à, con đọc mấy câu thơ là cô muốn bấm rồi. Nhưng mà cô để chờ thử con hát như thế nào. Và cô không có thấy thất vọng khi mà con hát câu đầu tiên. Rồi càng về sau con càng cho cô cái cảm giác rằng là một cái quê hương rất là đẹp. Và cô hỏi là tại sao một em bé có 5 tuổi thôi mà lại giỏi như vậy. Nên là cô không tiếc một phiếu cho con, cô bấm ngay. Con về đội của cô thì cô sẽ cho con càng ngày càng tỏa sáng hơn nữa con nha. Dạ con cảm ơn cô. Dễ thương quá. Cô Mến có nói gì không? Cô Mến cũng rất là đồng ý với lại cô Tommy nè. Cô Mến thấy là con, trọng trách của con hôm nay á, là gấp mấy lần với bạn khác. Mấy bạn khác cũng vừa hát vừa nhảy đúng không? Nhưng mà mình vừa múa vừa hát nè. Và cái điệu múa của mình nó có cả 2 cái nón lá nữa. Và mình có một cái micro nữa. Nhưng mà cái cách con xử lý rất là bình tĩnh. Con xứng đáng được đi tiếp và con sẽ tỏa sáng. Cảm ơn các thầy cô. Rồi nắm tay nhau mình về với đội của mình đúng không? Nắm tay nhau mình về với lớp học của mình. Xuống 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 nhẹ nhàng thôi đó. Rồi chạy về dưới luôn. Quá à. Cứ xa rời tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, gọi những bình yên nào với trời, cần lắng cần lắng sao bơi đợi tuổi thanh xuân. Hãy
vẫn ở trên cỏ xanh. Bản remix của Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Thật là bất ngờ khi với vũ điệu Samba đã đưa vào bài hát này và làm như nó giúp con trở về cái tuổi thơ của mình. Chú cảm nhận được cái niềm hạnh phúc khi con được thả hồn vào trong âm nhạc, để thỏa cái niềm đam mê của con. Châm Anh, con biết không, trong nghệ thuật thì mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau, ai cũng có quyền nhận xét với cái cảm nhận riêng của mình. Đó là cái góc nhìn của chú Thanh Bạch vừa rồi, còn bây giờ là góc nhìn của cô. Vô tình cô nhìn thấy con đằng sau hậu trường, con khóc rất là nhiều. Cô biết là cái tuổi của con lớn hơn các em, cho nên các em vô tư hơn con, lọt vào vòng nguy hiểm các em buồn chút xíu thôi nhưng mà quên liền. Còn con lớn hơn cho nên con sâu sắc hơn thì chắc chắn là con buồn. Nhưng mà mình phải học cái kinh nghiệm, phải gạt bỏ cái nỗi buồn ra ngay lập tức để trình diễn cái phần này cho tốt. Ánh mắt của con vẫn còn dò xét, vẫn còn phải nhớ bài hoặc là vẫn tìm con chưa tìm được mình. Cho nên cái đó là cái cô tiếc ghê lắm. Thắng hay thua đừng quá quan trọng. Quan trọng là con được trải nghiệm qua mỗi tuần, qua mỗi cái vòng thi, con hát cái gì, con được cái gì, con hiểu là mình thích cái gì để mình thảo luận với gia đình, với mẹ của mình hoặc là với thầy cô để con đạt được cái con tốt nhất, thì cái đó là cái con thành công. Nhớ nha con. Cảm ơn cô Đoan Trang, cảm ơn con. Cũng không thấy con đò đâu luôn. Dạ con chào chú. Chú ơi cho con hỏi cái chú. Sao con? Chú có thấy cô giáo của con đâu không chú? Trời, cái thằng muốn tìm cô giáo thì vào trường vào lớp mà tìm, chứ sao con lại quanh quẩn cái bến sông này? Dạ tại cô của con á là chèo đò ở bến sông này nè chú. Tối đến là cô dạy cho con với lại mấy bạn trong xóm học đó chú. Có phải con muốn nói đến cô Lan đúng không? Dạ đúng rồi chú, biết cô hả chú? Chú chỉ cho con là cô ở đâu đi, để con tới, con nói với cô là con thi đậu đó chú. Cô ở đâu vậy chú? Con là học trò cũ của cô Lan. Dạ. Vậy con chưa biết chuyện gì sao? Dạ, tại con có theo ba mẹ lên thành phố một thời gian nên con đâu có biết gì đâu chú. Mà có chuyện gì vậy chú? Có chuyện gì vậy chú? Nước lũ trắng xóa cả một miền quê. Năm đó vì cứu các học trò bơi qua sông mà cô giáo của con bị nước lũ cuốn trôi rồi. Thank you.
thăm gọi, tôi ghé về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đó. Mùa mướp dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát, tan trâu trầm ngoài đê, vẫn đi về lối cũ. Cảm ơn con, Ngọc Thanh. Làm như là con đã có giàu cảm xúc sẵn trong người con rồi đó. Cho nên là khi mà con cất tiếng ca lên á, thì có những cái đoạn khúc nó không có rõ lời gì mấy, vì quá cảm xúc, phải không con? Dạ. Thì thôi con chúc mừng con cái tiết mục là rất là hoàn hảo, là tròn trịa. Từ đâu con có cảm xúc dạt dào như vậy? Ở dưới học trường thì con đã nuôi cảm xúc trong người mình rồi. Nên khi lên thì con sẽ lấy cảm xúc rất là nhanh. Cái từ nuôi cảm xúc nó rất là chuyên nghiệp đó con. Tuổi con nhỏ mà con biết được cái điều đó thì rất là tuyệt vời. Chứ nếu như con chạy cà tung cà tăng, con giỡn với các bạn thì con lên đây con sẽ không có thể nào đầy cảm xúc như vậy được. Chú chúc mừng con. Cảm ơn chú Thanh Bạch.
hôm nay mình được đi chơi, vui quá. Ôm ba kia. Chúng phải chúng bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn vũ công đã hỗ trợ cho hai em bé dễ thương. Rồi ơi, nàng tiên cá đến đây. Trời ơi, cái con cá này nấu lẩu là hết sảy. Hôm nay coi cái bụng con cá thôi. Ôi, cái bụng bả kìa. Con thường thường á, chú thấy người ta lượng sống cái bụng hay lắm, con làm được không? Sợ chưa? Thấy cái bụng bả đáng giá chưa? Cái bụng này nha mà nấu lẩu nha. Chơi chú. Cái gì con? Con hồi nãy chú nói tiên cá mập mập con muốn cười luôn á. Thường á, nếu như mà những cái người lớn á thì chú sẽ không dám nói vậy ha. Nhưng mà con, bởi vì là con là một cô bé rất là dễ thương, con còn nhỏ cho nên chú mới dám nói con là một nàng tiên cá mập. Mà con thấy vui mà đúng không? Con thấy buồn khi chú nói con mập không? Dạ, con thấy cũng bình thường à. Cái bụng chú nhỏ yếu xìu à. Mà chú còn múa bụng được không? Chú không biết múa bụng đâu. Chú đâu có học belly dance đâu. Trời, tôi có nói thế nào đâu trời. Tôi có khoe là tôi múa bụng được đâu. Rồi tự nhiên bà quy định tôi múa bụng. Rồi bà tự quy định là tôi không có học cho nên tôi không múa được. Thì gì bây giờ con nghĩ là mấy chú đây nè. Ứng xử với cái vụ nàng tiên cá mập người ta phải làm vậy đó. Bây giờ như vậy nè, tới vòng này rồi, hai con đã thật sự được huấn luyện viên có nhiều cảm hứng, giả từ được anh ba chị bảy trong cái vai của mình. Dạ. Để anh phối bảy. Hợp anh Tư, anh Tư chị bảy, anh Tư chị bảy, nói sai nhân vật tống thiệu rồi. Anh Tư chị bảy, kỳ này có cảm thấy vui khi mình diễn tiết mục này không? Dạ vui. Vui dạ nhiều vui. Không dạ vui. Thấy đã không? Dạ đã đã. Thấy sướng không? Dạ sướng. Cho một tràng pháo tay vừa đã vừa sướng. Chú Thanh Bạch ơi, con đậu á là con được đi Vũng Tàu á. Con cũng
Ai hứa? À, dạ. Mẹ hứa hay là ba? Dạ mẹ. Mẹ ba. Hứa với ba luôn. Tức là nếu thi đậu vòng này thì sẽ được đi Vũng Tàu. Dạ. Dạ. Biết đâu ước mơ đã thành hiện thực he. Chú tin, chú tin bà đi, chú tin bà cho con đậu đi. Bị gài, bị gài đó chú Bạch ơi. Chú anh Bạch cho con động đi, cho anh Bạch cho con động đi. Bây giờ hai con về nè ha. Trước tiên á, cứ phải nghe mấy cô chú góp ý cho mình cái đã. Còn có chuyện đậu hay không đậu tính sao. Mà hai con dễ thương vậy nè. Cho dù con có đậu hay không đậu thì ba mẹ cũng sẽ cho các con đi Vũng Tàu để gặp nàng tiên cá thôi nghe. Cô là cô thấy nể chú Gia Bảo. Tại vì á, dạy cho tụi con quá nhỏ đi. Rồi muốn hát tông gì thì hát vậy đó. Nhạc ta dưới đây thì ảnh hát trên đây nè. Cho nên là chú sẽ rất là mệt. Đúng không chú? Ờ, nhưng mà câu chuyện của tụi con rất là đáng yêu. Và thầy đó bây giờ... Chú phải chú. Ừ? Thầy chú không phải chú. Thầy, dạ, thầy chú phải chú. Dạ. Hột dịch lộ. Hột dịch mà còn lộ dạ. Mà. Vậy vậy chị Bảy cho em hỏi. Chị Bảy mừng gì mà chị Bảy giọng khàn dữ chị Bảy? Dạ thì vậy á, con ăn mấy đồ nóng không à. Còn biết vậy nữa. Nói chung là ở nhà ba mẹ cũng đuối với tụi con lắm đúng không? Thôi bây giờ dạ. Một tràng pháo tay cho tụi con đi. Ước gì tụi con được đi Vũng Tàu. Cảm ơn cô Đoan Trang. Chú Hoài Linh ơi, chú Hoài Linh có thích tiết mục hôm nay không? Trong cái tuần này á, thì Gia Bảo diễn á, là con có tập trung hơn. Tức là con không, mắt con không có còn đảo qua đảo lại, nhìn ngang nhìn dọc nữa, mà con tập trung vào cái kịch bản hơn. Và chú thích cái lúc con nhép cái giọng của cô Lệ Thủy đó. Trời ơi, nó có duyên dáng vô cùng à, mà... Con ơi, bây giờ con nhép giọng cô Thanh Hằng nè. Chuẩn bị lắng nghe. Cô Hằng, cho một tràng pháo tay cho cũng cô Hằng. Y vậy thôi, y vậy, ừ, y vậy à. Chuẩn bị. Mẹ ơi, phận gái 12 bên nước, biết bên nào trong, biết sông nào đục. Khớp, quá khớp. Sau, sau này con làm diễn viên lồng tiếng cũng được luôn đó con. Thích thật, thích thật. Cái kịch bản này nó có một cái mà chú thích hơn. Đó là với cái lứa tuổi của các con đó. Khi mà dừng lại thì cái điểm nó rất là hay là à, nói giỡn chơi vậy thôi. Ăn chay phóng sanh à, mà cái người mà đứng kế tụi con nhất là cái người mà ăn chay trường đó. Thành thử ảnh nghe cái câu này có lẽ ảnh là thích, người thích nhất. Và chúc mừng hai con bữa nay có một tiếng mục dễ thương, có duyên lắm á. Chú Hoài Linh ơi, chú Hoài Linh nha, có vũ đàn nữa. Chú gửi lời cảm ơn các cô chú vũ đoàn đã nhảy cùng với tụi con nha. Rồi, giỏi quá. Cảm ơn các vị giám khảo. Rồi dắt tay nhau chạy đi, chạy xuống biển nha.